cùng của B. Được chưa? Rồi, trong bài toán này các bạn cần nhớ cái gì thì nhắc lại cho bạn nhớ này, nhớ này. Ở đây thầy có một cái bình đựng nước vô trong, bình đựng nước vô trong của thầy đây. Đây là dung dịch nước vô trong. Khi mình cho CO2 và nước vào. Được chưa em? Thì đây mình cho là số 0 này, đây 2 này, đây 4 này. Thì đây chúng ta sẽ có khối lượng bình đựng nước vô trong tăng. Khối lượng bình thì tăng. Khối lượng bình tăng là bằng tổng khối lượng của CO2 và nước cho vào nha. Đừng bao giờ quên điều này. Thì cái điều mà bạn nhớ cho mình. Cái lượng bình tăng là cái lượng mà cái nó cho vô. Chúng ta biết là khi cho vô thì sao? Thì CO2 sẽ tác dụng được với CO hóa cái lần để tạo tụ ăn. Và khi đó chúng ta sẽ có tiếp như sau. Đây. Khi đó nó sẽ tạo tụ ăn. Giả sử tụ ở đây thầy cho là màu đỏ. Đây các bạn. Tụ này. Đây là tụ CaCO3. Cho về phần dung dịch còn lại ở đây. Là dung dịch còn lại. Như vậy đây là góc tọa độ 0. Đây là 3. Đây là 4. Chúng ta thấy này. Đầu tiên là dung dịch của chúng ta là 2. Mà bây giờ còn 1. Như vậy M dung dịch chúng ta sẽ giảm. Vậy khi đó chúng ta có này. Khi khối lượng CO2 cộng cho khối lượng nước. Khối lượng CO2 cộng khối lượng nước ở đây là 2. Được chưa? Tụ ở đây là 3. À, như thế nào? Khối lượng CO2 và nước bé hơn khối lượng tụ. Thì suy ra là khối lượng dung dịch chúng ta sẽ là giảm. Chúng ta sẽ lấy khối lượng tụ trừ đi tổng khối lượng CO2 cộng nước. Cho em. Đó. Và là cái điều thứ hai mình cần nhớ. Các bạn lưu ý cho thầy đó là gì? Thông thường á, đề thi sẽ đánh vào cái trường hợp là bình thì luôn luôn tăng nhớ nha, còn dung dịch thường là giảm. Còn dung dịch tăng chúng ta ít gặp hơn. Dung dịch tăng là như thế nào? Thì bây giờ thầy sẽ khảo sát tiếp cho bạn một hình thứ ba. Hình thứ ba như sau. Em ơi, tụ chúng ta là màu đỏ. Tụ đây. Giờ tụ CaCO3. Đây là góc tọa độ 0, đây là 1, đây là 2 và đây là 4. Như vậy đây là dung dịch còn lại. Được chưa? Như vậy tụ ở đây chúng ta chỉ có 1 thôi. Mà chúng ta biết là cái lượng CO2 và nước chúng ta cho vô là 2 đúng không? Được chưa? Như vậy tụ chúng ta bây giờ là bé hơn CO2 và nước. Chúng ta có trường hợp tiếp theo là khi khối lượng CO2 cộng khối lượng nước lớn hơn khối lượng tụ CaCO3 thì chúng ta có là M dung dịch trong trường hợp này sẽ tăng lên. Tại sao là tăng? Thầy giải thích cho bạn rõ này. Mình nhìn thấy này, dung dịch lúc đầu chúng ta là 2 này, thấy chưa? Dung dịch lúc đầu là 2 này. Nhưng bây giờ nó là gì? Từ 1 đến 4 là nhiêu? 3. Như vậy dung dịch đây sẽ là tăng lên. Dung dịch tăng này sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng nước. Em trừ đi khối lượng tụ CaCO3. Đó. Giải thích cho bằng rõ luôn. Muốn hiểu rõ thì bạn theo thầy khuyên các bạn thì chúng ta nên bài hình ra. Nha. Thì bài thầy này thầy đánh giá là không khó. Và đây là điều mà thầy muốn nhắc các bạn trong cái bài toán này. Em nhớ thầy đó là trường hợp khối lượng dung dịch tăng và giảm nha. Bình thì luôn luôn tăng, còn dung dịch chúng ta thường là giảm. Xác suất ra đề thì người ta thường ra thằng này là khoảng 90%. Còn thằng này còn lại khoảng 10% thôi. Đó. Đó là những điều mà thầy muốn nói trong bài toán này. Nha. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Nếu mà thích video nhớ đăng ký ủng hộ thầy nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin gặp lại vào những video tiếp theo.